Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, phát sóng vào tối thứ Hai ngày 27 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, ngoài phần tin, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cừ tiên phong trong phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực tuyên truyền vận động, đến nay phong trào trồng cây xanh đã được lan tỏa ra các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã trồng được gần 4.500 cây xanh ở 92 tuyến đường, trong đó riêng từ đầu năm 2023 đến nay trồng được 600 cây ở 16 tuyến đường. Các đơn vị trồng được nhiều là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cừ, Bãi Châu, Văn Lâm. Ngoài ra, để vừa tạo bóng mát, vừa có thêm kinh phí giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội đã phát động trồng được gần 60 vườn cây sinh kế. Kinh phí được trích từ một phần của địa phương, còn lại là xã hội hóa. Nhận thức rõ việc trồng cây xanh không những tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần cải thiện môi trường sống, giảm ô nhiễm môi trường, nên các cấp hội phụ nữ đang tiếp tục tuyên truyền các hội viên và nhân dân trồng mỗi hộ một cây xanh tại gia đình và các điểm công cộng. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức được 40 lớp tập huấn với trên 800 học viên triển khai đề án Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026. Tham gia lớp học, các học viên được hướng dẫn quy trình phân loại và xử lý chất thải tại hộ gia đình, rác thải nông nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn cách sản xuất vi sinh IMO, ủ rác sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh, làm phân bón sinh học cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng. Qua đó, đã giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức ý thức của người dân về lợi ích của việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ để giảm tải lượng rác thải hàng ngày. Sau các lớp tập huấn, các cấp hội sẽ tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn hội viên thực hành tại hộ gia đình, phấn đấu đến năm 2026 có từ 95% trở lên hộ gia đình hội viên phụ nữ triển khai đề án, 83.000 gia đình hội viên thực hành công nghệ sản xuất vi sinh IMO ứng dụng vào xử lý rác thải hữu cơ đã được phân loại. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Đó là những việc làm thiết thực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cừ đã làm được trong thời gian qua. Thay vì mang tất cả các loại rác thải sinh hoạt của gia đình để ra đường chờ chuyển đi, thì từ năm 2017, gia đình bà Phạm Thị Hà tự phân loại và xử lý rác thải. Việc làm này vừa mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Thì bón vào cây ấy, thì nó đỡ được cái phần mà mình mua phân về mình rác, và tôi thấy là nó giảm bớt được các cái phần mà chi phí để chuyển rác đi. Xã Minh Tân có 850 hội viên sinh hoạt ở 4 chi hội. Từ năm 2016, khi mới triển khai dự án phân loại xử lý rác thải, chỉ có số ít hội viên tham gia. Đến nay phong trào đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng thực hiện của 100% hội viên, trong đó có gần 1.200 hộ trên tổng số gần 1.400 hộ dân trong toàn xã thực hiện. Lượng rác thải đổ ra ngoài là ít hơn trước, chủ yếu là cái rác thải mà không phân hủy được. Trong những năm qua thì công tác vệ sinh môi trường nói riêng và công tác môi trường nói chung hội phụ nữ làm rất là tốt. Nếu như trước đây, rác thải được hầu hết các hộ dân ở xã Minh Tiến thu gom để đốt hoặc tập kết ở đầu ngõ để chờ xử lý gây ô nhiễm môi trường, thì nhờ tích cực tuyên truyền vận động, trên địa bàn xã đã có trên 93% số hộ dân thực hiện phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Tuyên truyền với cái phương châm là mưa dầm thấm lâu, cả các cuộc họp, các buổi sinh hoạt, họp ban chấp hành rồi đến sinh hoạt hội viên, chúng tôi đều đưa cái nội dung phân loại rác thải tại hộ gia đình vào, và cái nội dung này được coi là một tiêu chí đánh giá công tác bình xét thi đua cuối năm. Triển khai từ năm 2016 với số ít hộ gia đình đăng ký làm điểm, đến nay mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình đã được lan tỏa ra toàn huyện Phù Cừ. Với trên 90% hội viên phụ nữ tham gia, việc làm này không chỉ giúp các hộ gia đình có nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí cải tạo đất, tiết kiệm nguồn tài chính mà còn giảm lượng rác thải ra môi trường. Chúng tôi sẽ tích cực thực hiện cuộc vận động gia đình 503 sạch, gia đình 5 có 3 sạch, xây dựng các cái tuyến đường hoa kiểu mẫu, các cái tuyến đường cây xanh do phụ nữ tự quản. Tất cả những cái biện pháp đó đều là cách chung tay bảo vệ môi trường. Với những việc làm thiết thực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cừ triển khai đã góp phần không nhỏ trong cải thiện môi trường sống tại địa phương, đặc biệt là nâng cao tiêu chí môi trường, góp phần cùng địa phương xây dựng huyện Phù Cừ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới phát sóng vào tháng 4 năm 2023.